Cái lứa tuổi mà 24 đấy, nhưng mà bọn em thì từ cái lúc mà bắt đầu đánh xuân đến lúc mà cuối đánh xuân thì bọn em đã cố gắng hết mình để phục vụ cho đất nước và nhân dân. Thế nên là điều mà bọn em mong muốn nhất là mọi người có thể hiểu và thông cảm cho bọn em.